Xin chào anh em nha. Thì hôm nay mình xuống Cần Thơ ghé bãi chi nhánh Cần Thơ mình. Thì hôm nay mình lên cho anh em một con máy đào bánh xích của hiệu Yanma, số loại là VO40. Loại này thì bên mình nhập nhập bãi nên là anh em cứ yên tâm chất lượng, chính sách bảo hành ok luôn. Đặc biệt là giá rẻ, ngon bộ rẻ. Đây, cho anh em có thông số này. Đời này đời 2 cuối 2 là 8. Máy móc còn ngon. Đây, máy móc còn ngon. Con này về thì có xài thôi nha anh em. Chân máy. Rồi chân máy này. Xe này về mình chưa có dò nên nó hơi dơ, anh em thông cảm nha. Đây, hệ thống thủy lực cần. Con này anh em làm khởi nghiệp thì lấy con này ok. Đa có sản tại bãi Cần Thơ. Anh em miền Tây thì anh em nào muốn thì ghé mình xem máy. Được giá làm luôn. Yanma của Nhật nha. Rồi mời anh em vào trong cái nội thất này xem nó ngon không. Anh em mua quan tâm thì liên hệ số điện thoại của em Linh nha, 0963201 số 4. Cái này về dọn sơ 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 là anh em kiếm tiền được rồi. Rồi xin chào anh em nhé. Anh em ủng hộ kênh mình bằng cách like, share, subscribe kênh giúp mình nha, để mình ra những cái video tiếp theo.